Nếu các bạn thích video mình thì hãy cho một like. Nếu các bạn muốn ủng hộ mình thêm thì hãy click nút subscribe. Và cuối thì cái chuông để thông báo những video mình đăng lên nhé. Ok, thì bắt đầu khởi đi. Put your hands in the air.